สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮันนี่ดิมัม my daughter สวยมากๆตัดว่ะซิงเกิลมาเลย This is very popular makeup artist in Thailand Oh she's feeling Can do everything for Christmas model is so pretty The makeup for like Via Sonia Chào quý vị khán giả, hiện giờ thì Hương Giang đã quay trở lại với chương trình Người Lai mùa thứ 3 đây. Năm từ để miêu tả ấy là hai mùa vừa qua, đó chính là bùng nổ này, cảm xúc này, yêu đời này, cảm thông này, và đặc biệt là chân thật. Trong hai mùa vừa rồi thì mọi người có thể thấy là có rất là nhiều thông điệp trong một chương trình Người Là Ai. Nhưng mà Giang nghĩ rằng là cái thông điệp mà dám sống, dám yêu hết mình, dù bạn là giới tính nào, tuổi tác nào, hoàn cảnh như thế nào, quá khứ ra làm sao, thì tất cả những điều đó nó đều không ảnh hưởng. Hãy cứ sống và cứ yêu hết mình, và yêu với cái tình cảm chân thật, với trái tim chân thật của bạn, để chắc chắn bạn sẽ có được sự hạnh phúc. Chính vì như thế mà quý vị khán giả đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Người Là Ai sẽ được phát sóng trên kênh HTVI V Channel và ứng dụng Vion nhé. Điều đầu tiên là Phúc cảm thấy rất là vui và rất là vinh hạnh khi ngày hôm nay được đến với chương trình Người Ấy Là Ai và quay tiếp. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là câu chuyện của bạn nữ trong tập lần này thì Phúc cảm thấy rất là ý nghĩa, thực sự rất là ý nghĩa. Và Phúc có một chút đồng cảm vì Phúc cũng đã từng trải qua những giai đoạn như bạn nữ đó. Như người ta đã nói, chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra. Và khi tôi sinh ra thì tôi không chọn cho mình được một gia đình sung túc và có một diện mạo ưa nhìn. Tôi là Thanh Quỳnh, một cô gái đến từ Nam Định. Quỳnh cũng không có nhiều người theo đuổi. Nhưng mà may mắn cho Quỳnh thì thời gian trước kia thì Quỳnh có gặp một anh chàng. Cả hai đã cùng vượt qua rất là nhiều thử thách và đã gắn bó với nhau được khoảng một năm. Nhưng mà áp lực từ gia đình của anh ấy nên là chuyện tình cảm của mình kết thúc trong cái khoảng thời gian đó. Mình đã can đảm đăng ký vào một chương trình và cũng may mắn được tiến hành thay đổi diện mạo của mình. Và giờ đây thì mình đã giống như được sinh ra lần thứ hai. Công việc hiện tại của Quỳnh là làm việc cho một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ và đó cũng chính là nơi mà đã sinh ra Quỳnh lần thứ hai. Chàng trai trước kia biết Quỳnh từ lúc mà gương mặt chưa thay đổi cho đến ngày gặp lại thì mình cảm giác anh ấy với cả Quỳnh có một chút gì đấy rất là gượng gạo. Nên là trong chuyện tình cảm thì Quỳnh có rất là nhiều cái khúc mắc. Hy vọng quý vị sau khi xem xong tập 1 của Người Ấy Là Ai mùa 3 thì sẽ có một chút xíu đồng cảm với tất cả mọi người, với những người mà có cái cuộc đời và cũng như là cuộc sống như Phúc và cũng như là bạn gái ở trong kia. Tại vì ngoài kia chúng ta còn rất là nhiều những trường hợp như vậy. Thì chỉ mong tất cả các bạn hãy luôn luôn vững tin vào điều đầu tiên là cái niềm đam mê của mình. Thứ hai đó chính là luôn luôn tin vào bản thân mình, làm những điều mình muốn và luôn luôn yêu bản thân mình cho dù mình như thế nào. Cảm ơn các bạn. Quý vị khán giả, Tóc Tiên rất vui khi được trở lại với Người Ấy Là Ai mùa thứ 3.
Và đây là năm thứ 2 liên tiếp Top Teen được mở màn, lực là khách mời danh dự mở màn cho Người Ấy Là Ai. Cảm giác vẫn hồi hộp như đúng cách đây một năm luôn, bởi vì Top Teen không biết rằng là nhân vật nữ của chúng ta là ai, cũng như là tất những cực phẩm, những chàng trai sẽ đến với chương trình với mùa thứ 3 này sẽ như thế nào. Chắc chắn là sẽ nhiều bất ngờ và nhiều thú vị hơn hai mùa trước. Nhân đây thì Tiên cũng muốn gửi lời một cái lời cảm kích đến với ban tổ chức của chương trình Người Ấy Là Ai, cũng như là tất cả những ai đã tham dự trong hai mùa qua, bởi vì chương trình Người Ấy Là Ai đã giúp cho khán giả đại chúng nói chung có một cái nhìn tích cực hơn hẳn, có một cái nhìn thiện cảm hơn hẳn và có một cái sự thấu hiểu sâu sắc hơn hẳn về cộng đồng LGBT. Đó là cái thành công lớn nhất của chương trình. Rõ ràng là qua chương trình chúng ta đã được chia sẻ, được lắng nghe những câu chuyện mà từ trước tới giờ các bạn chưa bao giờ chia sẻ với ai hết. Lắng nghe và đồng cảm và thực sự cảm thấy xúc động bởi những câu chuyện đó. Và Tiên tin rằng sẽ còn nhiều hơn nữa những câu chuyện xúc động, nhiều hơn nữa những bước ngoặt thú vị đang đợi chờ khán giả trong Người Ấy Là Ai mùa 3. Mọi người hãy nhớ đón xem và ủng hộ chương trình Người Ấy Là Ai nhé. Đẹp quá được, hợp lý. Mà nhìn rất tự nhiên nha anh. Yeah. Ngồi kế bên là cũng xinh như Hương Giang đấy chứ không phải đùa đâu. Đùa ạ. Em là xinh vậy được bao lâu rồi? Em đã phẫu thuật thẩm mỹ được 5 năm rồi ạ. Wow. Cái lý do mà em phẫu thuật thẩm mỹ là do không tự tin hay là em muốn có nhiều cơ hội để làm việc hơn thôi? Dạ, em có rất nhiều lý do. Thứ nhất là gương mặt của em từ khi sinh ra đến giờ đã có khuyết điểm rất là lớn. Thứ hai là để làm cái công việc yêu thích của em, hồi đó là em học về thiết kế thời trang ạ. Em đã tiếp xúc với rất là nhiều người đẹp và em cũng có ao ước cho mình là mỗi lần khi mình nhìn trong gương mình cũng được như các cái chị ở trên sân khấu như thế. Chính vì là cái ngoại hình ngày xưa có nhiều khuyết điểm như vậy nên là em rất là mong muốn mình có thể cải thiện. Trong một lần em đang làm việc học tập trên máy vi tính thì em có thấy cái thông tin của một chương trình và may mắn cho em là còn một tuần nữa thì mới kết thúc cái đợt tuyển chọn đấy và em may mắn được tham gia cái chương trình để thay đổi cái nhan sắc của mình. Hay quá nhỉ. Những cái mà nó mang lại cho em là gì? Khi mà được phẫu thuật có một cái gương mặt mới như thế này ạ, em mới cảm nhận được cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn và càng ngày em càng hoàn thiện bản thân mình hơn. Thực phẩm của Người Ấy Là Ai mùa 3. Người phụ nữ anh yêu đôi khi có những phút giây. Ngoài cơn yêu có khó khăn qua về nhà anh nhé. Có con trời, có mọi miền thơm thơm, có sự vì mỗi bữa cơm, xuân hạ thu đông đều có anh chờ. Anh Hàn gu em. Gu em. Không, bây giờ tầm tuổi này người ta có nhảy. Để vì người ta đâu có thể nói dùng married. Từ ai. Calm down baby. Nhưng vẫn chưa hết, siêu cấp thực phẩm vẫn còn nhiều. Yeah.
đón xem Người ấy là ai mùa 3 lúc 20 giờ từ ngày 8 tháng 5 trên kênh HTV2 V Channel.